Sau nhiều vụ người lạ lẻn vào tự tử, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã siết chặt an ninh, giám sát việc người lạ vào trường. Ngày 29 tháng 12, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái xảy ra tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, qua quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân đã nhảy lầu tự tử. Song cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính do nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân và người nhà chưa tới nhận. Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tuế, hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác nhận nạn nhân là người lạ, không phải sinh viên trong trường. Ông Tuế cho biết hơn 3 giờ sáng ngày 28 tháng 12, khi nam bảo vệ mở cửa cho nhân viên vệ sinh vào thu gom rác, thì cô gái này lẻn vào trường. Nạn nhân sau đó đi thang bộ lên lầu chính của tòa nhà G rồi nhảy xuống. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh của trường ghi lại.